Xin kính chào quý vị và các bạn. Do tác động của khối không khí lạnh, sáng sớm nay người dân trên khu vực tỉnh có thể cảm nhận được tiết trời se lạnh. Đến trưa chiều thì trời đã có nắng nhiều nên nhiệt độ cũng tăng lên mức là 28 độ. Kết hợp với gió đông bắc thổi nhẹ nên cảm giác khá mát mẻ và dễ chịu. Dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa ổn định sau suy yếu, nên thời tiết các nơi phổ biến là đêm không mưa, ban ngày trời nắng gián đoạn, nên nhiệt độ và độ ẩm ít có sự thay đổi. Còn bây giờ, bản tin sẽ được chuyển sang phần dự báo thời tiết 3 vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ. Vùng đồi Trung Du, đêm không mưa, ban ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 29 độ. Và vùng đồng bằng, đêm không mưa, ban ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 30 độ. Cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.